Bằng Châu xin thân ái kính chào quý khán giả đến với bản tin buổi chiều của đài CBN trên băng tần 18.14 với một số tin đáng chú ý như sau. Người dân nước Ý tưởng nhớ tới cảnh sát viên từng bị sát hại ở thủ đô Rome. Kết thúc những ngày giao tranh khốc liệt ở địa phương. Đánh bom khủng bố khiến 2 người bị thiệt mạng và 25 người khác bị thương tại Afghanistan. Ban vận động tái tranh cử của Tổng thống Trump tìm cách khai thác tình cảm yêu nước của ủng hộ viên. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi phần tin thế giới. Kính thưa quý vị, bản tin thế giới đầu tiên cho biết, người dân nước Ý tưởng nhớ tới cảnh sát viên từng bị sát hại ở thủ đô Rome. Hàng trăm cư dân bản xứ và các thành viên lực lượng cảnh sát vào ngày Chủ nhật 28 tháng 7 đã quy tụ về thủ đô Rome của Ý quốc, bất chấp những cơn mưa rả rích, để vinh danh một nhân viên công lực, người vừa mới bị sát hại cách đây vài ngày. Truyền thông địa phương cho biết, những người đến thăm viếng đã đứng trước ngôi giáo đường nhỏ bé, nơi đặt linh cữu của viên sĩ quan 35 tuổi, Mario Sarcello, trong bầu không khí trang nghiêm đầy buồn bã. Án mạng đã xảy ra vào ngày thứ Sáu 26 tây tháng 7 vào tuần trước, khi nạn nhân đang cố bắt giữ hai người bị tình nghi lấy cắp đồ vật. Có hai thiếu niên Hoa Kỳ đã bị bắt do có liên quan tới vụ tấn công vừa nêu trên. Các vụ giết người nhắm mục tiêu vào hàng ngũ cảnh sát rất hiếm khi xảy ra tại Ý. Do đó, cái chết của cảnh sát viên Mario Sarcello đã khiến cho nhiều người cảm thấy bàng hoàng. Tang lễ sẽ được cử hành tại quê nhà Somma Vesuviana của người bị hại, ngay bên trong ngôi giáo đường mà anh đã từng cử hành lễ kết hôn. Kết thúc những ngày giao tranh khốc liệt ở Sudan, giới lãnh đạo hai quốc gia Sudan và Nam Sudan vào ngày Chủ nhật 28 tháng 7 đã đồng ý ký kết vào thỏa thuận ngừng bắn với phe nổi dậy, vốn đặt sao huyệt ngay trên đường biên giới chia cắt giữa hai miền, nhằm mục đích giúp cho các chuyến hàng viện trợ trở nhân đạo tiếp cận được đến với những khu vực bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Cuộc hội đàm lần này có sự hiện diện của Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir cùng nhiều giới chức cao cấp khác trong chính phủ. Suốt trong thời gian qua, Sudan đã cáo buộc chính quyền Nam Sudan chứa chấp quân khủng bố, trong đó bao gồm thủ lĩnh của phe nổi dậy chống chính phủ Malik Acker. Những bất đồng trong quan điểm là nguyên nhân khiến cho chiến cuộc ngày càng leo thang trong khu vực. Trước đó, vào ngày 17 tháng 4, giới lãnh đạo Sudan và Malik Acker đã ký kết vào thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt chiến tranh ở hai vùng lãnh thổ sông Nile cũng như tỉnh South Kordofan thuộc miền đông có nhiều người sinh sống, một tuần lễ sau khi cựu tổng thống Sudan Omar al-Bashir bị phế truất kết thúc 30 năm ông cầm quyền. Tiếp tục phần tin thế giới, đánh bom khủng bố khiến hai người bị thiệt mạng và 25 người khác bị thương tại Afghanistan. Một vụ nổ lớn vừa mới làm rung chuyển thủ đô Kabul của Afghanistan vào ngày Chủ nhật 28 tháng 7, khiến cho ít nhất 2 người bị thiệt mạng và 25 người khác bị thương, bao gồm một ứng cử viên tham gia tranh cử vào vị trí phó tổng thống trong liên minh của đương kim lãnh đạo Ashraf Ghani. Những nạn nhân còn lại đều được xác nhận là thường dân vô tội, từng qua lại trên xa lộ chính dẫn vào trường đại học Galip University và công trường Shahid ở trung tâm của thủ đô Kabul. Ngay sau khi vụ đánh bom xảy ra, các tay súng đã xông vào tấn công khuôn viên trường học để sát hại mục tiêu, đó là chính trị gia đảng Xanh, ông Rula Shatler. Ông cũng là ứng cử viên phó tổng thống sáng giá, kim đồng minh của tổng thống Ashraf Ghani. Từ lâu, ông Rula Shatler luôn được biết đến là người có chủ trương chống lại phe Taliban cùng những tổ chức khủng bố cực đoan khác. Vào tuần trước, thủ đô Kabul của Afghanistan cũng đã hứng chịu 3 vụ đánh bom đẫm máu khác, khiến cho 11 người bị thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương. Hiện nay vẫn chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm đã tiến hành những vụ tấn công khủng bố vừa kể trên. Ứng cử viên Tổng thống Afghanistan Abdullah chính thức khởi xướng tiến trình vận động tranh cử. Chính trị gia kỳ cựu của Afghanistan Abdullah, người từng hai lần gặp thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày Chủ nhật 28 tháng 7, lại một lần nữa tuyên bố ra tranh cử.
tiến trình vận động lá phiếu cử tri cũng đã được khởi xướng vào cùng ngày tại thủ đô Kabul. Truyền thông địa phương cho biết, có hàng trăm cư dân bản xứ với chủ trương ủng hộ cho ông Abdullah đã tới nghe ông diễn thuyết, người đang cam kết nếu như ông được đắc cử sẽ làm tất cả những gì có thể để mang lại nền hòa bình cho Afghanistan. Đối thủ chính của ông trong cuộc chạy đua lần này cũng lại là đương kim tổng thống Ashraf Ghani. Sau cuộc thất bại vào bầu cử hồi năm 2014, hai nhân vật này đã tuyên bố thành lập chính phủ liên hiệp để ông Ghani làm tổng thống và ông Abdullah làm chánh văn phòng nội các quốc gia. Cuộc bầu cử tổng thống tại Afghanistan đã hai lần bị trì hoãn. Sự kiện này đang được ấn định diễn ra vào ngày 28 tháng 9 năm nay. Crimea tổ chức diễn hành quân sự để đánh dấu ngày thành lập lực lượng Hải quân Nga. Giới chức chính quyền và người dân sinh sống trên đảo Crimea vào ngày Chủ nhật 28 tháng 7 đã cùng nhau đánh dấu ngày lực lượng Hải quân Nga được thành lập. Nhiều sự kiện ăn mừng đã diễn ra, nhưng nổi bật nhất là màn diễn hành quân sự tại thành phố cảng Sevastopol. Đây là dịp để Nga phô trương khả năng quân sự cũng như giới thiệu đến mọi người những loại vũ khí tối tân như hỏa tiễn và ngư lôi. Buổi lễ kỷ niệm tại Crimea đã vấp phải sự chỉ trích của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Ukraine, vì bán đảo này đã từng bị Nga sáp nhập vào năm 2014. Đây chính là lý do khiến cho Nga bị cộng đồng quốc tế áp đặt lệnh trừng phạt. Giới chức của Ukraine vào cùng ngày đã lên án chuyến đi tới Crimea để mừng ngày thành lập lực lượng hải quân của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, một trong những đàn em thân cận của Tổng thống Vladimir Putin. Trong khi đó, thì Liên minh châu Âu cần phải quan tâm tới những lợi ích của Iran. Trưởng đoàn đàm phán Iran Abbas Araghchi vào ngày Chủ nhật 28 tháng 7 cho biết, cuộc họp khẩn cấp giữa các quốc gia từng ký kết vào thỏa thuận nguyên tử với Tehran đã diễn ra một cách tốt đẹp tại thủ đô Vienna của Áo Quốc. Tuy nhiên, Liên minh Âu Châu cần phải đặt lợi ích của Iran lên hàng đầu để tránh việc xung đột tiếp tục leo thang trong thời gian tới đây. Trong một phát biểu đưa ra trước báo giới, ông Araghchi nói rằng Iran sẽ luôn tôn trọng các điều khoản trong thỏa thuận nguyên tử. Tuy nhiên, sẽ cho tăng cường hoạt động tinh chế uranium nếu như không nhận được sự bảo vệ từ phía Liên Âu. Kể từ khi Hoa Kỳ đơn phương rút tên ra khỏi thỏa thuận nguyên tử hồi tháng 5 của năm ngoái, các quốc gia còn lại trong khối P5+1 bao gồm có Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Quốc đã không ngừng tìm cách cứu vớt hiệp ước mang tính lịch sử. Trong bối cảnh nền kinh tế vốn đã yếu kém của Iran đang bị đe dọa vì những biện pháp trừng phạt từ Washington. Kính thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới đang rất cần sự giúp đỡ của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh Ebola. Một giới chức cao cấp thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO vào ngày Chủ nhật 28 tháng 7 cho biết, chính phủ Hoa Kỳ có thể giúp đỡ bằng cách gửi thêm các chuyên gia tới những khu vực bị virus Ebola hoành hành tại quốc gia Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong bối cảnh, dịch bệnh này đã cướp đi sinh mạng của khoảng 1.700 cư dân bản xứ kể từ khi tái bùng phát cách đây hơn một năm. Nếu như không được kịp thời ngăn chặn, thì dịch bệnh Ebola sẽ có nguy cơ lan sang quốc gia láng giềng Uganda. Tình trạng ăn đi lỏng lẻo hiện đang là một trong số những yếu tố khiến cho dịch bệnh leo thang. Vào tháng này, một cựu giới chức Hoa Kỳ từng đứng đầu chiến dịch đẩy lùi virus Ebola đã lên tiếng kêu gọi Washington hãy gửi các chuyên gia y tế đến những khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Vì trước đó chính phủ đã từng ra lệnh không cho phép cơ quan CDC tiếp cận những nơi này. Cách đây khoảng một tuần lễ, cơ quan WHO đã chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi có thêm một nạn nhân gốc Uganda đã tử vong vì virus Ebola ở Congo. Một bản tin từ châu Á đánh đi cho biết, biểu tình bạo động đã tiếp diễn tại Hồng Kông. Lực lượng cảnh sát địa phương vào ngày Chủ nhật 28 tháng 7 đã được nhìn thấy sử dụng hơi cay để giải tán đám đông biểu tình kêu gọi dân chủ tại quận Siwan của Hồng Kông, nhưng đến nay vẫn chưa có báo cáo về số người bị thương hay bắt giữ. Những người tham gia tuần hành, đội nón bảo vệ đã đáp trả bằng cách ném gạch đá và gậy gộc về phía các nhân viên công lực. Đồng thời, họ tìm cách vượt qua dãy hàng rào an ninh được dựng lên bên ngoài trụ sở hành chính. Không chỉ lên án luật dẫn độ, người biểu tình còn chỉ trích hành vi lạm quyền của cảnh sát trong bối cảnh mà giới chức chính quyền bị cáo buộc đã mướn côn đồ để đàn áp đám đông.
Trong vòng 2 tháng qua, có hàng triệu người Hồng Kông đã tham gia biểu tình trên đường phố vì cáo buộc Trung Quốc vi phạm chính sách cầm quyền một quốc gia hai chế độ vốn đã từng được áp dụng sau khi Anh trả Hồng Kông lại cho Bắc Kinh cách đây 22 năm. Xin quý vị tiếp tục diễn màn hình của đài CBN trên băng tần 18.14. Sau một vài thông tin thương mại ngắn gọn, Băng Châu sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ.